Kính thưa quý vị, bởi vì là anh em nghệ sĩ chúng tôi đó cứ nghĩ rằng là đêm nay là đêm sau cùng, cho nên là thường là anh em chúng tôi đi hát là phải gia đình là phải cho hát 9 giờ lần, nhưng mà cái chỗ thanh tịnh anh em đến, cho nên thì thôi à, hát để chia buồn, để tạo một cái không khí cho nó ấm cúng và gửi đến vong hồn của bác hai. Giờ thì tôi thấy có nữ nghệ sĩ trẻ nè, hôm qua tôi cũng gặp đây, là em, có nghĩa là em nuôi của gia đình, nó là anh Tân. Hương, em bỏ cái giỏ ra em lại đây em hát bài, bởi vì em tới là anh mời em hát liền. Trúc Hương, tôi xin giới thiệu với quý vị, nữ nghệ sĩ Trúc Hương sẽ chia buồn với quý vị một bài ca tự chọn. Xin mời em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được phép kính chào toàn thể quý vị quan khách. Và để liên tục chương trình văn nghệ, Trúc Hương xin được gửi đến cho gia đình cùng với toàn thể quý vị khách ba con cổ trong bài tự cổ đã mang tên Sang Mưa Giông. Cây cầu nhỏ dặn mình rung rung trong giông bão.
Dạ em xin cảm ơn rất nhiều ạ.